Tiếp thị và gia đình là tạp chí trực thuộc Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam ra đời số đầu tiên vào ngày 19 tháng 4 năm 2001. Tôn chỉ mục đích của tiếp thị và gia đình là vì hạnh phúc của gia đình bạn, cung cấp những thông tin mới nhất về các vấn đề thời sự, sức khỏe, tâm lý tình yêu, hôn nhân, gia đình, giải trí, nội trợ, thời trang, mua sắm cho các gia đình nói chung. Tiếp thị và gia đình là một trong những tờ tạp chí hàng đầu tại Việt Nam vào thời điểm đó. Năm 2011, Tiếp Thị và gia đình phát hành 100.000 bản trên một tuần là tờ tạp chí có lượng phát hành hàng đầu trên cả nước. Với hành trình hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Tiếp Thị và gia đình đã trở thành một cẩm nang hữu ích trong mỗi gia đình. Trong số phát hành tới vào ngày 5 tháng 11 năm 2022, Tiếp Thị và gia đình xin gửi đến quý bạn đọc số tạp chí mới với chủ đề Vườn Yêu. Nội dung xuyên suốt trong số này, chúng tôi giới thiệu về những bông hoa xinh đẹp trong giới doanh nhân họ đã dành hết tâm huyết, thanh xuân của mình để tạo ra những giá trị, góp phần đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới. Nhân vật trang bìa của chúng tôi trong số này là Á hậu Băng Châu, đăng qua cuộc thi Nhàn sắc khỏe đẹp thời trang toàn quốc năm 1995. Mới đây nhất, chị lọt top 100 nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu năm 2022. Được nhiều người biết đến là người đẹp không tuổi bởi nhân sắc bị thời gian bỏ quên, Nguyễn Bằng Châu còn là nàng á hậu đa tài, hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, kinh doanh, nghệ thuật. Vị doanh nhân tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Huyền, nữ CEO trẻ tuổi nhưng đầy tài năng. Huyền đã xây dựng cho mình một đề chế kinh doanh trái cây cao cấp, tạo ra bản đồ số hóa trái cây đầu tiên ở Việt Nam và là cầu nối đưa nông nghiệp Việt Nam vươn tầm thế giới. Ngoài những nội dung trên, tiếp thị và gia đình còn có những nội dung hay và hấp dẫn khác như những hoạt động đồng hành cùng Ngày hội chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10, ngắm nhìn hoàng hôn tím ở Paris qua những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Anh Lucas hay cách làm bốn món ăn từ bí xanh mát lành. Đến với tiếp thị và gia đình, bạn đọc sẽ được cung cấp những cẩm năng bổ ích nhất về cuộc sống gia đình. Kính mời quý độc giả cùng đón đọc số mới nhất của tiếp thị và gia đình mở bán vào ngày 5 tháng 11 năm 2022. Quý độc giả có thể mua tạp chí trực tiếp tại địa chỉ 67 Cúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc liên hệ qua số điện thoại 034 358 8599.